Vâng, lâu lắm Dương Vi không like, hôm nay Dương Vi mới like lại. Chào người miền Tây nhé. Có lẽ là sau cái sự kiện 10 tháng 6 năm 2018 ấy, cái thời điểm đó là Dương Vi với nhiều anh em like nhiều nhất, hầu như like thâu ngày thâu đêm. Ngày có thể like 4 5 like, mỗi like 1 2 tiếng, có hôm like cả đêm, mỗi lần like là 4 tiếng. Năm nay ấy, 2019 này này, các vị dân chủ cuội ở trong nước kết hợp với cái đám ba sọc Việt Tân ở hải ngoại, nó kêu gọi tổng biểu tình kỷ niệm ngày 10 tháng 6 năm 2018, vào đúng ngày này cách đây 1 năm. Nhưng mà trên lãnh thổ Việt Nam á, hôm qua hôm kia mùng 9 mùng 10 không xảy ra vấn đề gì, hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh lác đác coi đám dân oan, dân tham oan á, nó có xảy ra là biểu tình chống đối cái việc mà cái Ủy ban Nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh ấy, cho các công ty xây dựng nhà các vị gọi là trái phép, nhưng mà thực tế cái điều đó trái phép hay không, chính quyền và nhân dân ở ngay tại khu vực đó người ta hiểu rõ nhất. Vâng, chào Phạm Phạm, chào tất cả mọi người nhé. Còn đối với cái đám dân chủ cuội, cái đám thì đánh bót ạ. Ở ngoài miền Bắc thì có cái đám ở Thái Bình. Cái đám Thái Bình này này, cầm đầu là bây giờ có tên là Huệ, cái mụ Huệ này này. Có mối liên hệ rất là rộng với các thành phần ở Đức, kể cả Mỹ hay Pháp, thậm chí có liên hệ với cả các đài phản động như RFA, SAPT, N10 TV của Trương Quốc Huy. Đấy là những cái thành phần mà đã nhồi tiền vào cho cái đám đánh bót ở ngoài khu vực phía Bắc. Bởi vì cái bà Huệ này còn có người chỉ điểm và chỉ từng cái đường đi nước bước, đó là tên đằng sau. Các bạn biết đó là ai không? Đó là tên Dúng Vova. Dúng Vova và Cát Linh là mọi người không lạ gì rồi. Riêng hôm nay ấy, lại quấy rối cái bot ở cầu Thăng Long. Các bạn có biết một tiếng thôi, cái xe nó cản trở cái trạm thu phí, trong vòng 1 tiếng đó trạm không giải quyết nhanh, thì trong khi đó những người đang lưu thông, những cái xe lưu thông thứ nhất là xe chở hàng hóa vận chuyển container giao hàng không kịp cái thời gian, đã gây thiệt hại cho công ty doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng là chuyện bình thường. Còn một số người tham gia ký kết họp hành những công việc quan trọng, lỡ cái công việc thậm chí mất hàng trăm hàng nghìn tỷ, đấy là việc đương nhiên. Còn cái việc mà chúng ta đi trên đường phải đóng thuế, nếu mà anh chị không qua đó thì anh chị không có nghĩa vụ phải đóng, mà anh chị qua đó anh chị sử dụng cái dịch vụ của chúng tôi là anh chị phải đóng có 5.000, 10.000, thậm chí 30.000 thôi. Như thế cái đường hỏng hóc thì các công ty doanh nghiệp người ta mới sửa chữa, mình mới đi ngon lành được, đi mới nhanh được. Đấy, vào trong cái làng xá mà không 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 có BOT, đường nhà nước làm cho xong bỏ đấy, xuống cấp nghiêm trọng, xe đi bụi mù mịt lên đấy, ổ gà ổ vịt ổ trâu, thậm chí đi mưa gió nước nó ngập không biết đâu là ổ trâu ổ gà, lao xuống tai nạn. Còn cái này nó BOT đường hỏng người ta sửa cho ngon lành, đi cứ tốc độ 60 trên, thậm chí lên đến 120 km/h, 80, 60, 70, 80, đấy là việc các vị đi quá ngon. Có 30.000 chống đối lên, chống đối xuống, đánh hết bot này đến bot nọ. Các vị gọi là bot bẩn, bot bẩn. Nếu mà bot bẩn ấy thì nhà nước đã quy định rồi, như vừa rồi tôi á có một chuyến đi vào Nam, đi rất là nhiều nơi. Những cái trạm nào người ta thu phí hoàn được cái tiền gọi là tiền xây dựng đó,
người ta trả và xả trạm, xả trạm sau này có nâng cấp thêm thì người ta mới thu cái tiền BOT tiếp. Cái này người ta vừa xây dựng ra thậm chí bảo là 10 năm cái BOT ấy, thu trong vòng 10 năm hoàn lại vốn, nhưng mà cái giá trị đồng tiền nó lại xuống cấp, giảm giá là điều thứ nhất. Điều thứ hai ấy, trong vòng 10 năm đó thì chưa thu kịp thì người ta lại chưa đủ, chưa hoàn lại vốn thì người ta lại tiếp tục xin nhà nước gia hạn thêm 5 năm hay 2-3 năm nữa thì người ta thu và sửa chữa lại những con đường. Trong cái khoảng thời gian đó các vị thì làm gì? Các vị đóng được cái đồng thuế nào đâu? Suốt ngày đánh phá. Ở Ninh Bình là có đám đánh phá bót, ở Hải Dương có đám dân chủ cuội như Nguyễn Thanh với cái đám dân quan môi trường. Đấy là những thành phần ở phía Bắc mới nổi lên trong vòng năm nay. Đấy. Còn về cái ba sọc Việt Tân, trong đêm mùng 9 tại Pháp biểu tình, Đức cũng có biểu tình nhỏ để ủng hộ, kêu gọi đồng bào trong nước tham gia xuống đường để biểu tình, nên gọi là yểm trợ đồng bào trong nước xuống đường biểu tình, kích thích tinh thần như năm 2018. Nhưng mà rất đáng tiếc rằng cái kế hoạch của ba sọc Việt Tân ấy, thì đã được lực lượng an ninh, thậm chí cả chính quyền địa phương người ta biết rõ và cảnh báo người dân không nên tham gia vào những cái hoạt động tụ tập đông người của cái đám dân chủ cuội trong nước để lôi kéo kích động người, đặc biệt là công nhân ở trong các khu công nghiệp này, tham gia vào những đám đông người ta cầm cờ cầm quạt đó, tránh xa cái đám đó ra, tránh liên lụy ảnh hưởng đến công ăn việc làm của mình. Đấy, chính vì vậy á, trong từ mùng 9 cho đến ngày 11 hôm nay thì không xảy ra vụ biểu tình nào xuống đường rầm rộ. Chỉ lác đác ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cái việc mà nó như ban đầu Dương Vy nói thôi. Còn Dương Vy ấy, với một số anh em xác định cái thành phần nguy hiểm nhất là những thành phần nào. Ở trong nước bây giờ nổi lên khoảng 62 tổ chức và cá nhân thành lập ra các diễn đàn này nọ là chống đối đảng, chống phá đảng, nhà nước và chính quyền, chống phá lại những cái gì người ta gọi là bọn chúng là bất công, thí dụ BOT này đấy, hay là môi trường này, rất nhiều cái bọn chúng chống đối, thậm chí bọn chúng còn xuyên tạc cả đại biểu Quốc hội. Những cái tổ chức cá nhân đó thì nổi lên, bây giờ có thêm Voi TV nữa, cái tổ chức Voi ấy. Đấy. Cái đám hiến pháp các thứ, hiến pháp mấn miếc các thứ, bây giờ bị con Nguyễn Nguyên Thủy ấy, cầm mớ tiền chạy sang Thái Lan là nó cũng trùng xuống rồi. Bây giờ có ở trong nước có cái diễn đàn Kim Chi Eva, rất là nhiều người xem và nhiều người theo dõi. Đồng thời á, cái diễn đàn Kim Chi Eva này cùng với cái diễn đàn Master Vui Vẻ, nó xuyên tạc về tất cả những cái gì mà mặt trái, mặt phải của nhà nước, của đảng, thậm chí xuyên tạc luôn cả các vị lãnh đạo từ cấp huyện, cấp tỉnh trở lên. Đấy. Còn diễn đàn của Nguyễn Thanh này, ông Nguyễn Thanh người Hải Dương á, láo đầu bạc tóc trắng, cùng với tên Trần Quốc Khánh, khi mở diễn đàn là hắn lôi Trần Quốc Khánh lên tiếp tục live stream và xuyên tạc về đảng, nhà nước, chính quyền các cấp. Đấy. Sau đó hắn lôi cái đám ba sọc Việt Tân dân chủ cuội ở hải ngoại nó lên để nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước, thậm chí cả lãnh tụ. Đấy là tên Nguyễn Thanh ở Hải Dương. Mà hiện tại công an của tỉnh Hải Dương á, không biết mời ông ấy uống nước chè hay chưa. Nhưng cái thành phần này rất là nguy hiểm, bởi vì nó tác động ảnh hưởng rất lớn. Khi hắn live stream á, thì thêm cái tên có một tên để Dương Vy coi đã,
tên này á, hắn làm cái diễn đàn và mở ra cái group gọi là group Tân Thái, hắn kêu muốn đa đảng đấy, tôi muốn đa đảng. Riêng cái tên này thì Dương Bi coi hắn tên gì, bởi vì nhiều cái tên phản động quá nên là Dương Bi cũng không nhớ hết được. Bây giờ hắn lại đổi tên ở trên cái đầu diễn đàn cái group của Tân Thái kia, muốn đa đảng ấy, là Jim Nguyễn. Còn tên thật của hắn ấy, mọi người đợi Dương Vi tí, hắn có biệt danh là Ken đó, nhưng mà họ tên thật và quê quán của hắn đó. Thì Dương Vi cho cái địa chỉ mọi người. Hiện tại ấy, hắn tạm trú ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, quận 6 hay quận 8. Thành phố Hồ Chí Minh hình như quận 8, Dương Vi nhớ không là một quận 8. Tên Ken này cũng rất là nguy hiểm cái thành phần này, bởi vì hắn mở ra những cái group này, hắn chia sẻ những cái live stream của các thành phần phản động từ Trương Quốc Huy, Tân Thái, Benny Trương hay là Rose Đào, rất là nhiều thành phần phản động ở hải ngoại cùng với đám dân chủ cuội trong nước. Và hắn chia sẻ những live stream cả ngày lẫn đêm 24 trên 24 đấy, trong vòng khoảng một thời gian rất là ngắn, chưa được 3 ngày nữa, cái lượt người ta truy cập và đăng ký theo dõi đã lên hàng nghìn người rồi. Đấy. Ken họ tên đầy đủ rồi gì, tên biệt danh Ken này này, tên thật là Nguyễn Hải Phú, sinh năm 1979, quê quán phường 5 Tuy Hòa, Phú Yên, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mà hắn là dân công nghệ thông tin, nên hắn biết sử dụng cái công nghệ thông tin rất là rành. Đấy. Chính vì vậy ấy, nhiều người zip cái Facebook của hắn cũng không zip được. Cả cái group của hắn á, nên vừa rồi á, chắc chắn là bên an ninh công an của thành phố Hồ Chí Minh, an ninh thành phố Hồ Chí Minh người ta cũng đã vào cuộc để xử lý cái tên này. Trong vòng từ hôm qua đến hôm nay, hắn không còn chia sẻ ở trên những group Tân Thái nữa. Nhưng mà những gì ấy vẫn còn. Cái con Huệ Huệ Như á, Huệ Như này là cái đứa dân chủ quậy đánh bot, chuyên ra đánh bot này. Đấy, hôm nay đã phá rối ở Hà Nội, mà trước đó đã bị phá rối ở Hà Nội, và có cái đàn anh của bà này đã bị bắt. Sau cái đám dân chủ quậy ấy, yêu cầu phải thả cái tên đó ra. Còn diễn biến về sau như thế nào nữa, mời quý vị và các bạn cứ tiếp tục theo dõi. Còn giờ Dương Vi phải tranh thủ đi công việc riêng của Dương Vi chút. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị em, các bạn ở trên các diễn đàn lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé.